Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Người Mỹ gốc Việt tham gia chiến dịch kiện Trung Quốc vì phát tán virus Vũ Hán. Người Mỹ gốc Việt đang cùng hàng nghìn nguyên đơn tham gia kiện chính phủ Trung Quốc vì để virus cúm Vũ Hán lây lan và đòi bồi thường hàng tỷ đô la cho các thiệt hại về thể xác cũng như tài chính mà họ đã phải gặp phải. Theo hồ sơ của công ty luật Beckman đệ trình lên tòa án ở tiểu bang Florida tại Mỹ, vụ kiện đầu tiên nhắm vào người Trung Quốc và nhiều cơ quan chính quyền của quốc gia đông dân nhất thế giới này vì vai trò thất bại ngăn chặn dịch cúm Vũ Hán. Đây là hình ảnh văn phòng công ty luật Beckman ở bang Florida. Đơn kiện này cho rằng thay vì cung cấp thông tin chính xác cho các nước trên thế giới, Trung Quốc lại tích cực che giấu mối nguy hiểm, bóp méo thông tin quan trọng và bịt miệng các y bác sĩ lên tiếng về sự việc nghiêm trọng của virus này. Và vì thế, virus đã gây ra sự tàn phá ở phần còn lại của thế giới, trong đó có họ. Công ty luật Batman còn nộp đơn kiện thứ hai với nội dung thay mặt cho tất cả các nhân viên chăm sóc y tế đang ở tuyến đầu chống dịch cúm Vũ Hán. Nội dung đơn kiện cho rằng, khi các người hùng này gấp rút tới tuyến đầu để cứu người, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc và Trung Quốc trực tiếp làm tổn hại tới sức khỏe và sự an toàn của họ bằng cách tích trữ và cố tình chèn ép thị trường đồ bảo hộ và trực tiếp cấm các nhà máy ở Trung Quốc, kể cả các nhà máy do các tập đoàn của Mỹ sở hữu xuất khẩu đồ bảo hộ sang Hoa Kỳ. Theo tìm hiểu của Đài Tiếng Nói VOA tại Mỹ, tới ngày 16 tháng 4, Trung Quốc chưa có bất kỳ phản ứng nào đối với hai vụ kiện được công ty luật Batman công bố lần lượt vào ngày 12 tháng 3 và ngày 8 tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo vào ngày 15 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố rằng với thái độ cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm, Trung Quốc đã cập nhật cho Tổ chức Y tế Thế giới, các nước và khu vực liên quan về sự bùng phát của dịch bệnh. Những ai cáo buộc Trung Quốc thiếu minh bạch là không công bằng và là sự sỉ nhục đối với những hy sinh to lớn của nhân dân Trung Quốc. Ông Triệu nói thêm, và theo nội dung buổi họp báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho truyền thông quốc tế được biết như vậy. Đây là hình ảnh các luật sư của công ty luật Batman tại bang Florida. Ông Vinh Vương, phát ngôn viên về hai vụ kiện của công ty luật Batman đã xác nhận với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng cũng có những người Mỹ gốc Việt tham gia vào các bước đi pháp lý chống Trung Quốc này. Và ông nói thêm, vụ kiện đầu tiên đã có hơn 5.000 nguyên đơn, trong khi vụ thứ hai đã có hàng trăm y tá và bác sĩ tham gia. Phóng viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ không thể kiểm chứng độc lập con số hơn 5.000 nguyên đơn mà ông Vinh nêu lên. Ông Vinh nói rằng, hai vụ kiện trên nhắm mục tiêu buộc chính quyền Cộng sản Trung Quốc phải công bố hơn 20 tài liệu và dữ liệu quan trọng họ đang giữ lại, mà chính phủ các nước và lãnh đạo y tế đang cần để hiểu rõ hơn về virus cúm Vũ Hán, cũng như phải bồi thường cho các hành động sai trái của họ cho các nạn nhân ở Mỹ. Cũng theo hồ sơ vụ kiện, công ty luật Batman sử dụng đạo luật miễn trừ chủ quyền nước ngoài, viết tắt là FSIA, vốn được cho phép các tòa án Hoa Kỳ thụ lý và xem xét xử ở Mỹ các sự kiện chính phủ nước ngoài làm căn cứ pháp lý để đâm liên kiện chính quyền Trung Quốc. Trả lời Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bản tiếng Anh, giáo sư Kramer Kettner từ trường Đại học Luật Hastings thuộc Đại học California ở San Francisco nói rằng từ các cuộc vụ xử liên quan tới thương tật cá nhân theo FSIA như hành xử của một quan chức Trung Quốc cần phải xảy ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ thì mới áp dụng được đạo luật này. Bà nói thêm rằng ta không thể kiện các nước khác vì các quyết sách của họ. Một nhóm ở Mỹ mới đây cũng đã đệ đơn kiện chính quyền Trung Quốc số tiền lên tới 20.000 tỷ đô la liên quan đến sự bùng phát của virus cúm Vũ Hán. Họ cáo buộc đây là một loại vũ khí sinh học. Đây là hình ảnh vị luật sư nổi tiếng Les Eric Kaiman, là cựu công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Ông là người sáng lập của hai tổ chức theo dõi tư pháp và theo dõi tự do. Cụ thể, luật sư người Mỹ Larry và nhóm các luật sư biện hộ có tên Freedom cùng với công ty Booth Photo ở bang Texas, Mỹ đã đệ đơn kiện chính phủ Trung Quốc, quân đội Trung Quốc
Viện Virus học Vũ Hán, Viện trưởng Thạch Chính Lệ và Thiếu tướng Trần Vi thuộc quân đội Trung Quốc. Các nguyên đơn đã yêu cầu bồi thường khoản tiền 20.000 tỷ đô la, lớn hơn cả GDP của Trung Quốc, đồng thời tuyên bố virus corona là kết quả của một loại vũ khí sinh học được chuẩn bị bởi chính quyền Trung Quốc. Nhóm đã cáo buộc Trung Quốc giúp đỡ và tiếp tay dẫn đến sự chết chóc và cung cấp vật chất hỗ trợ cho những kẻ khủng bố, âm mưu gây thương tích và tử vong cho công dân Mỹ. Thái độ thờ ơ và vô trách nhiệm của họ và gây tử vong, bất đáng, tấn công và bạo hành. Nhóm cũng cho rằng virus đã được phát tán từ Viện Virus học Vũ Hán. Các nguyên đơn tuyên bố virus Vũ Hán được Trung Quốc tạo ra nhằm hủy diệt con người trên diện rộng. Và vũ khí sinh học đã bị cấm vào năm 1925 và do đó đây là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt liên quan đến khủng bố, theo nội dung đơn kiện được đưa ra. Và nhóm người Mỹ đã trích dẫn nhiều báo cáo của các phương tiện truyền thông cho biết rằng chỉ có một phòng thí nghiệm vi sinh ở Trung Quốc xử lý các loại siêu virus kiểu như virus cúm Vũ Hán. Chính quyền Trung Quốc đã viện cớ về vấn đề an ninh quốc gia để che đậy sự thật trong các tuyên bố về virus cúm Vũ Hán. Và Clayman và các nguyên đơn cũng cáo buộc chính quyền Trung Quốc đã bịt miệng các bác sĩ và nhà nghiên cứu của quốc gia này, những người đã lên tiếng về virus cúm Vũ Hán là giống lên hồi chuông cảnh báo ra thế giới bên ngoài. Nhóm còn nói thêm rằng, trong sự tuyệt vọng để cứu lấy mình, Thiếu tướng Trần Vi đã tự tiêm và đồng thời tiêm cho 6 thành viên trong nhóm của mình bằng các loại vaccine tiềm năng chưa được thử nghiệm. Họ cũng cáo buộc rằng tất cả các bị cáo đang làm việc trong cùng nhau để duy trì hoạt động khủng bố quốc tế. Đây là hình ảnh Thượng nghị sĩ Mỹ Tom Cotton vào ngày 16 tháng 4 vừa qua đã trả lời phỏng vấn của đài Fox News rằng lãnh đạo Trung Quốc phải trả giá nếu virus corona đến từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Theo đơn kiện, trong khi virus cúm Vũ Hán hoạt động và lây lan chậm, khó có thể sử dụng chống lại quân đội của một quốc gia, nhưng nó lại được tạo ra nhắm vào người dân của một hoặc nhiều quốc gia mà Trung Quốc coi là kẻ thù, ví dụ như Mỹ. Các nguyên đơn người Mỹ cũng yêu cầu việc xét xử bởi bồi thẩm đoàn đối với bị cáo Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Mỹ ông Tom Cotton khẳng định giới lãnh đạo Trung Quốc phải trả giá nếu thế giới xác minh được con virus corona có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Và trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News, Thượng nghị sĩ Tom Cotton nói rằng các quan chức Mỹ ngày càng tin rằng virus cúm Vũ Hán đến từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Mặc dù nó không phải là loại vũ khí sinh học, nhưng là nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm cạnh tranh với Mỹ. Và ông cũng nói thêm, từ tháng 1 tôi đã nói rằng có sự trùng hợp đáng ngạc nhiên khi địa điểm bùng phát corona chỉ cách phòng thí nghiệm Vũ Hán vài km, nơi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiên cứu về virus corona. Ông Cotton đã nói như vậy. Ông Tom Cotton đang là thành viên của Ủy ban Quân sự và Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ. Ngay từ tháng 1 năm 2020, ông Cotton đã nhận định rằng phòng thí nghiệm an toàn sinh học quốc gia Vũ Hán tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc có thể là nguồn xuất phát của loại virus nguy hiểm này. Trong cuộc phỏng vấn vào hôm 15 tháng 4 năm 2020 vừa qua, ông Tom Cotton tiếp tục bình luận như sau. Bài báo trên Fox News hôm nay cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho từng người tử vong, cho từng việc làm bị mất vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Tập Cận Bình và các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc phải trả giá nếu virus đó đến từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Và kênh truyền hình Fox News cũng đưa tin rằng hôm 15 tháng 4, virus cúm Vũ Hán có nguồn gốc từ Viện Virus học Vũ Hán với bệnh nhân số 0 là một nhân viên phòng thí nghiệm đã bị nhiễm bệnh trước khi lan truyền virus trong cộng đồng. Đây là hình ảnh một số bức hình hiếm mới được tiết lộ cho thấy các nhà khoa học Trung Quốc mặc đồng phục như bộ đồ vũ trụ để tiến hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán. Theo Fox News, phòng thí nghiệm Vũ Hán đã nghiên cứu về virus corona không phải như một thứ vũ khí sinh học, mà là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc để chứng minh rằng năng lực của họ trong việc xác định và chiến đấu với virus là ngang bằng hoặc tốt hơn khả năng của Hoa Kỳ. Vì vậy, việc lây lan virus ra bên ngoài là một tai nạn đến từ phòng thí nghiệm. Thượng nghị sĩ Tom Cotton nói ông muốn mở các phiên tòa cho các công dân Mỹ kiện giới lãnh đạo Trung Quốc. Và thượng nghị sĩ cũng dự đoán rằng
các công ty của Mỹ tới đây sẽ ồ ạt rút các nhà máy của họ ra khỏi Trung Quốc và điều đó sẽ là thảm họa đối với kinh tế Trung Quốc. Và hãy tưởng tượng không chỉ ở Mỹ mà cả thế giới sẽ cùng yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình phải chịu trách nhiệm về hậu quả của dịch bệnh nếu đại dịch này xảy ra do bất cẩn và sự che đậy của họ. Bài báo của First News cũng cho rằng Trung Quốc 100% đã dàn đàn áp và thay đổi dữ liệu về virus thông qua việc tiêu phá các mẫu bệnh phẩm, cọ rửa các khu vực bị ô nhiễm và siết chặt kiểm duyệt các bài báo học thuật liên quan đến nguồn gốc của virus cúm Vũ Hán. Có những bác sĩ và nhà báo, những người cảnh báo về khả năng lây nhiễm virus từ người sang người đã biến mất. Và Viện Virus học Vũ Hán nằm ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc là nơi nghiên cứu những mầm bệnh nguy hiểm nhất. Đây là nơi lưu giữ hơn 1.500 chủng virus chết người. Vào hôm đầu tuần tháng 4, một tổ chức nghiên cứu thuộc phái hữu ở Anh, The Hand Jacks, tung ra sáng kiến kiện Trung Quốc vi phạm các nguyên tắc y tế quốc tế trong cách xử lý dịch cúm Vũ Hán. Đây là hình ảnh ông Massimo, là một nhà xã hội học người Ý về tôn giáo và là luật sư sở hữu trí tuệ. Ông là người sáng lập và là giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu về Tôn giáo mới, có trụ sở tại Torino. Ông tuyên bố như sau: cần phải kiện Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc vì đã vi phạm nhân quyền và vi phạm quy định dịch tễ học qua dịch cúm Vũ Hán. Và chiến dịch của tổ chức này được một số báo Anh và báo Thiên Hữu trên thế giới giới thiệu với chuyện kiện Trung Quốc để đòi bồi thường khoảng 4.000 tỷ đô la, tương đương với 3,2 nghìn bảng tỷ Anh. Chỉ trong số tiền này thì Anh Quốc đã phải được bồi thường thiệt hại khoảng 449 tỷ đô la, theo trang báo quốc tế đưa tin. Tuy thế, một số ý kiến trong giới luật gia phương Tây cho rằng việc kiện chính phủ Trung Quốc là bất khả thi vì các chính quyền hợp pháp được quyền miễn tố theo luật quốc tế. Và trước khi ở Anh có chiến dịch vận động kiện Trung Quốc nói trên, đã có không ít tiếng nói khác nhau ở phương Tây đòi kiện hoặc trừng phạt Trung Quốc bằng cách nào đó. Stephen đã viết trong mục ý kiến của trang Bloomberg ở Hoa Kỳ vào hôm 24 tháng 3 năm 2020 rằng không thể nào kiện đích danh chính phủ Trung Quốc được, nhưng nếu các công ty Trung Quốc bị chứng minh là không phải là bộ phận của chính phủ để hưởng chủ quyền miễn tố, thì họ có thể là đối tượng của các vụ kiện tập thể theo luật của Hoa Kỳ. Và trong bài viết có thể kiện Trung Quốc vì virus cúm Vũ Hán hay không, tác giả này đã viết như sau: chính quyền Trung Quốc trên thực tế đã đặt cược rằng họ sẽ không chịu nhận trừng phạt gì hết vì chính trị sẽ là lá chắn bảo vệ họ. Nhưng người ta có thể đặt câu hỏi vì điều đó còn đúng hay không? Cả thế giới đang thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la vì chế độ Trung Quốc liều và ẩu. Va chạm kinh tế với Trung Quốc sẽ còn kéo dài, rất dài. Có thể các lãnh đạo quốc tế sẽ phải có hành động nào đó. Vào đầu tháng 4, các báo ở Trung Đông đưa tin luật sư Mohammed ở Cairo nói ông kiện chủ tịch Tập Cận Bình ở Trung Quốc đòi bồi thường 10 tỷ đô la cho Ai Cập vì Trung Quốc chế tạo và phát tán virus cúm Vũ Hán. Tuần này, một nhà vận động nhân quyền và tự do tôn giáo ở Ý, ông Massimo, có bài Đảng Cộng sản Trung Quốc hãy dè chừng các luật sư sắp gọi. Ông Intro, cựu chủ tịch của Tổ chức Quốc tế Cơ quan Giám sát Tự do Tôn giáo Thế giới do Bộ Ngoại giao Ý bảo trợ, nói cần phải kiện Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc vì đã vi phạm nhân quyền và vi phạm quy định về dịch tễ quốc tế qua dịch cúm Vũ Hán. Và trong một bài viết vào cuối tháng 3, ông Massimo đã đưa tin đã có luật sư Mỹ kiện Chính phủ Trung ương Trung Quốc và kiện chính quyền tỉnh Hồ Bắc ra tòa án ở Nam Florida, Hoa Kỳ. Và đứng trước tình hình các vụ kiện trên thế giới ngày càng tăng cao nhằm vào Trung Quốc, nơi khởi nguồn của viêm phổi Vũ Hán, đã giết chết gần 150.000 người và làm trên 2 triệu người mắc phải chứng bệnh nguy hiểm này, và con số đó đều tăng lên mỗi ngày, mỗi giờ, thì Đảng và Chính phủ Việt Nam cũng nên xem xét khả năng khiếu kiện lên Tòa án Trọng tài Quốc tế, yêu cầu bồi thường các thiệt hại mà nhà cầm quyền Bắc Kinh đã gây ra cho người dân và doanh nghiệp của Việt Nam. Đặc biệt, gần đây, qua các hành động đơn phương đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam ngay khi thời điểm xảy ra dịch bệnh mà Việt Nam đang phải oằn mình chống đỡ, đã cho thấy Trung Quốc ngày càng hung bạo. Việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, quyền lợi về kinh tế xã hội, con người tại đất nước với trên 90 triệu người dân cần phải vận dụng luật pháp quốc tế hơn lúc nào hết.
Nhưng điều quan trọng là nhà cầm quyền tại Hà Nội có đủ bản lĩnh để đối diện với Bắc Kinh hay không? Chúng ta sẽ tiếp tục quan sát và đón xem tiếp trong thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020 với bản tin Người Mỹ gốc Việt tham gia chiến dịch kiện Trung Quốc vì phát tán virus Corona. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.